Năm 1970, phi thuyền Apollo 13 bị mất liên lạc. Các máy tính đã mất 19 phút để tìm cách đưa nó trở về. Đối với một nhà khoa học chỉ làm việc với giấy và bút, phải mất hơn 1 triệu năm mới có thể đạt được một kỳ công như vậy. Kể từ năm 1970, công nghệ vi tính đã phát triển rất nhanh, đến mức nếu như ngành công nghiệp xe hơi phát triển cùng một tỷ lệ như vậy, thì ngày nay rất có thể quý vị mua được một chiếc Rolls Royce với giá $3, và mỗi chiếc chỉ nhỏ bằng đầu cây bút bi mà thôi. Một bộ phận căn bản trong công nghệ vi tính là transistor được phát minh tại phòng thí nghiệm Bell năm 1948. Năm 1994, một bộ vi xử lý có thể chứa 2,1 triệu transistor, nhiều gấp 2 lần sức chứa của những năm trước đó. Cuối thập niên này, một bộ vi xử lý có thể chứa hơn 1 tỷ transistor. Các máy móc ngày nay trở nên phức tạp, đến nỗi chỉ có những chuyên viên kỹ thuật bậc thầy mới có thể hiểu được chúng. Thế nhưng, liệu tất cả những khám phá khoa học gây kinh ngạc và những bước đột phá trong công nghệ này có làm cho con người hạnh phúc hay văn minh hơn chăng? Có vẻ như con người càng tìm đến hạnh phúc và sự thỏa lòng nơi những máy móc tiện nghi hiện đại, thì họ càng cảm thấy trống rỗng và trở nên thảm hại hơn. Thời đại chúng ta rõ ràng là tri thức có gia tăng. Nhưng cho dù những quốc gia gọi là những nước phát triển như Hoa Kỳ chẳng hạn, tự cho là nước có hệ thống giáo dục tiên tiến và tốn kém nhất thế giới, thì cũng chính họ sản sinh ra những trẻ em cuồng bạo, thiếu hiểu biết và hung hãn nhất thế giới. Phúc âm Matthew đoạn 24 câu 37, Chúa Giêsu đã tiên báo rằng như trong thời Noe thế nào, thì sự hiện đến của con người cũng như thế ấy. Vậy điều gì đã xảy ra trong thời đại của Noe? Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Tại Hoa Kỳ, một thiếu niên sẵn sàng bắn vào cha mình chỉ vì nó thích xem cảnh người ta đổ máu cho đến chết. Tại Anh, hai cậu bé 10 tuổi đã bắt cóc và giết hại rất dã man một em bé. Ngày nay, những việc kinh khủng ấy đang trở thành chuyện thường ngày. Thật khó mà hình dung nổi rằng ngay cả thời đại Noe cũng đầy dẫy bạo lực như thời của chúng ta đang sống hiện nay. Trong chiến tranh Việt Nam, người Mỹ đã phải than khóc cho cái chết của 58.000 thanh niên trong vòng 8 năm rưỡi chiến tranh. Thế nhưng những cái chết vì bạo lực trên các đường phố tại Mỹ cao hơn gấp 4 lần. Cục điều tra liên bang báo rằng có 24.530 trường hợp bị sát hại chỉ riêng trong năm 1994. Cục thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ đã ước tính được con số khổng lồ 1.100.000 vụ án bạo lực có liên quan đến súng vào năm 1992. Phần lớn các nạn nhân là thiếu niên bị giết bởi những thiếu niên khác, là những đứa trẻ không có một khái niệm gì về giá trị của sự sống. Xã hội đang bất lực và rất hoang mang. Tại sao? Một nhà nghiên cứu đã kết luận rằng một trong những thủ phạm chính của việc này là tính đến khi một đứa trẻ Mỹ bình thường được 15 tuổi, nó sẽ chứng kiến nạn chém giết bạo lực, hủy diệt hơn 35.000 sinh mạng qua các chương trình TV, cùng với khoảng 200.000 hành vi bạo lực dã man khác. Bạo lực được tôn vinh ở Mỹ, nơi mà những thần tượng quốc gia như Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger có khuynh hướng trở thành những người rất giỏi đánh nhau. Những phim như Rambo và loạt phim về kẻ hủy diệt thu được lợi nhuận hàng trăm triệu Mỹ kim trên khắp thế giới, cho thấy mức độ thèm khát và ưa chuộng bạo lực của con người trong thế giới ngày nay. Phim hoạt hình thiếu nhi ngày nay cũng xuất hiện đủ các kiểu bạo lực gớm ghiếc. Phim Beaver và Tên Đầu Búa của MTV đã trở thành bộ phim được trẻ em yêu thích nhất. Khác hẳn với những nhân vật hoạt hình của Walt Disney thế hệ trước, Beaver và Tên Đầu Búa thường hay tra tấn thú vật, đốt phá đồ đạc trong nhà và thực hiện đủ mọi hành vi đáng kinh tởm ở tuổi vị thành niên. Rồi đến loại phim kinh dị. Nhiều trẻ mới lớn ngày nay xem những loạt phim như thế này tại các điểm tụ tập cùng với bạn bè.
Các tiệm băng video cho biết rằng phim kinh dị đặc biệt được ưa thích đối với lứa tuổi từ 11 đến 15. Kế đến là nhạc rock. Phần nhiều trong số đó đưa lên phim ảnh những nạn cưỡng hiếp, bạo lực. Trong khoảng từ lớp 7 đến 12, trung bình một thiếu niên Mỹ sẽ lắng nghe và xem nhạc rock tổng cộng 11.000 giờ đồng hồ, nhiều gấp 2 lần thời gian trong lớp học. Hậu quả của tất cả những việc này là thời đại của nhạc rock Android đã chứng kiến con số vụ án bạo lực trong giới trẻ tăng lên hơn 10.000%. Ngày nay chỉ riêng ở nước Mỹ, cứ mỗi 25 giây thì có một nạn hành hung xảy ra. Trong vòng 9 giây có một gia đình bị trộm, cứ 6 phút có một phụ nữ bị cưỡng hiếp và cách 25 phút có một người bị sát hại. Niềm an ủi duy nhất giữa làn sóng bạo lực đang gia tăng cách kinh sợ này chính là lời tiên tri của Kinh Thánh về một dấu hiệu không còn nghi ngờ gì nữa sắp xảy đến, báo hiệu sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ, khi mà tất cả những cảnh hành hung và bạo lực vô nghĩa đó sẽ bị chấm dứt và chiến tranh cũng bị dẹp sạch. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, nên tình yêu của phần nhiều người sẽ nguội dần. Đối với một thế hệ hoàn toàn vị kỷ, sống luôn tuồng và tôn cao chính mình như ngày nay, lời tuyên báo của Chúa Giêsu về thời sau cùng rõ ràng đã được ứng nghiệm. Tội ác lan tràn nhiều hơn bao giờ trong suốt lịch sử nhân loại, và không ai có thể phủ nhận tình yêu thương của phần nhiều thật sự đã bị nguội lạnh. 50% các cuộc hôn nhân tại Mỹ kết thúc trong ly dị. 1/4 các trẻ em sinh ra không có bố mẹ chung sống với nhau. Một câu thánh kinh khác cho biết trong ngày sau cùng, người ta sẽ không còn chút tình cảm yêu thương nào. Trong thời cựu ước cũng như vậy, một số các dân ngoại bang không hề có chút tình yêu thương nào. Họ vô tình đến nỗi thản nhiên làm một việc mà Kinh Thánh đã mô tả rằng những phụ nữ đã để con của họ đưa qua lửa hừng. Điều này ám chỉ đến nghi lễ của dân chúng thời đó về việc dâng con trẻ cúng tế cho tà thần, thần Moloch, một bức tượng to lớn có chân tay cử động với một cái miệng há hoác ra và lửa cuồn cuộn bên trong. Đó là phương cách của họ nhằm dứt bỏ những đứa con không mong đợi một cách ích kỷ. Những phương pháp hiện đại đầy quyến rũ của chúng ta cũng không kém tàn nhẫn và man rợ. Mặc dù khoa thai nhi hiện đại đã minh chứng một điều không thể chối cãi được rằng con người bắt đầu hiện hữu từ khi thọ thai, cứ mỗi năm hàng triệu trẻ em chưa chào đời bị giết hại ngay trong bào thai của mẹ chúng tại các bệnh viện và dưỡng đường. Nơi vạt áo ngươi cũng đã thấy máu của kẻ nghèo nàn vô tội. I have not found it by secret search. Phá thai đã trở thành một ngành công nghiệp với mức thu hàng năm khoảng 700 triệu đô la tại Mỹ. Mỗi ngày có trung bình 4.257 sinh mạng bị giết ngay khi còn nằm trong bào thai, tức khoảng 1,5 triệu trong mỗi năm. Cứ 5 ca sinh nở trên thế giới thì có khoảng 2 ca phá thai. Tại Liên Xô cũ, bình quân trong đời mỗi phụ nữ có khoảng 4 lần đi phá thai. 90% những ca thụ thai lần đầu đều đi phá thai. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 54 triệu trẻ em chưa sanh bị ghét bỏ ngay trong bụng mẹ. Cho dù một số bà mẹ phá thai vì những lý do ngoài ý muốn, nhưng phá thai vẫn là một trong những trọng tội mà Đức Chúa Trời sẽ đoán xét thời đại cuối cùng này. Một hình ảnh khác là Sodom và Gomorrah. Khi bộ phim Kinh Thánh được phát hành, người ta đã bị sốc trước cảnh tượng tàn ác của những con người ở Sodom và Gomorrah. Họ đã tìm cách cưỡng hiếp các sứ giả của Đức Chúa Trời sai xuống để cảnh tỉnh Lót rời khỏi thành phố trước khi sự hủy diệt xảy đến. Hãy đem họ trao cho chúng tôi. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể. Ở đây Chúa Giêsu đưa ra một bằng chứng liên quan đến tình trạng và xu hướng của thế giới ngay trước sự trở lại của Ngài. Sự gia tăng nạn đắm nam sắc hay bệnh đồng tính luyến ái
Rõ ràng là những chuẩn mực đạo đức ngày nay cũng tương tự như trong thời của Lot và giống với những gì đã xảy ra khắp Sodom và Gomorrah. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong thời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo và theo các thần lừa dối cùng đạo lý của quỷ dữ. Các trường công lập tại Mỹ đã xoay bỏ niềm tin Cơ Đốc vào năm 1963 khi người ta chính thức ngăn cấm việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong trường học. Hàng ngàn trường học đang dạy các học phần như các giáo lý của ma quỷ. Người ta ước tính có khoảng 200.000 phù thủy đang hành nghề. Thật ra hàng triệu người Mỹ tham gia vào những hình thức tà giáo, hiện tượng đồng bóng, bói toán, thờ lại ma quỷ. Con số thống kê cho biết các tiệm bán sách vở thần bí tăng gấp đôi trong 4 năm qua. Ma thuật ngày nay không còn là một thứ tà giáo lén lút nữa. Nhiều băng video nhạc rock chính là sự công khai thờ phượng Satan và địa ngục. Thêm vào đó là những biểu tượng, các nghi thức ma thuật. Hàng triệu thanh niên đã rơi vào vòng ảnh hưởng nguy hại của nó. Những âm thanh kinh dị và điên dại này thật sự đang khiến giới trẻ trở nên cuồng bạo và đang lôi kéo họ vào một lối sống thác loạn, tự tử, sa đọa và địa ngục. Từng hồi từng lúc, cả thế giới đã bị chế ngự bởi những linh cám dỗ. Các phim ca nhạc ngày nay chứng tỏ rằng thậm chí những hành vi bán bổ Thượng Đế, xúc phạm thần thánh trơ trẽn nhất cũng đang được chấp nhận dưới mắt mọi người. Trong sách Khải Huyền, Sứ Đồ Giăng đã thấy trước trong ngày sau rốt nhân loại sẽ xoay bỏ Đức Chúa Trời để thờ phượng Satan. Lời tiên tri này dường như không thể tin được đối với các thế hệ trước đây, nhưng ngày nay hoàn toàn chính xác. Đạo thờ Satan được cho là loại hình văn hóa phát triển nhanh nhất trong giới thiếu niên Mỹ, và sự phục hưng của ma thuật, tà giáo hiện là một trong những tôn giáo phát triển nhanh nhất thế giới. Sau khi bày tỏ cho các môn đồ một vài dấu hiệu mà chúng ta vừa xem, như chiến tranh, đói kém, dịch bệnh và động đất, vốn chỉ mới là khởi đầu của sự đau khổ, Chúa Giêsu nói tiếp cho chúng ta biết trước dấu hiệu nào sẽ thật sự điểm báo rằng thời kỳ sau rốt đã đến. Và phúc âm này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Quyền Liên Giám Cơ Đốc của năm 1990 cho biết rằng phúc âm ngày nay đã rao giảng cho hơn 4 tỷ người. Các hội thánh tin lành có mặt ở cả 251 quốc gia trên toàn thế giới. Mỗi năm có khoảng 4 tỷ chức đạo đơn được phân phát, hơn 120 triệu quyển Kinh Thánh được in ra. Kinh Thánh trọn bộ hoặc từng sách đã được dịch ra khoảng 2.062 ngôn ngữ và đủ để cung cấp cho 98% tổng số dân toàn thế giới. Phúc âm cũng được rao giảng liên tục từ hơn 2.000 đài truyền thanh và truyền hình Cơ Đốc. Các chương trình dạy đạo được trình chiếu trên hàng ngàn trạm phát sóng. Chưa có giai đoạn nào trong suốt cả lịch sử mà phúc âm đã được rao giảng trên toàn thế giới cho mọi dân tộc như thời điểm hiện nay. Tất cả các quốc gia hầu như đã được nghe tin lành, như Chúa Giêsu đã tiên báo rằng điều đó sẽ xảy ra trước khi sự cuối cùng xảy đến. Lời Chúa Giêsu là chính xác và Kinh Thánh là chân lý. Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Phần đầu của phúc âm Matthew chương 16, những kẻ thù của Chúa Giêsu thách thức Ngài cho họ một dấu lạ từ trời. Chúa Giêsu đã trả lời, khi hoàng hôn xuống, các ông nói rằng,
Chiều ráng đỏ thì trời nắng. Vào buổi sáng sớm các ông nói, sáng ráng đỏ thì trời mưa. Các ngươi nhìn biết bầu trời để tiên đoán thời tiết, nhưng sao lại không biết phân biệt các dấu hiệu của thời đại? Công nghệ hiện đại giúp chúng ta dự báo chính xác thời tiết, nhưng liệu chúng ta có biết rõ các dấu hiệu về thời kỳ mà chúng ta hiện đang sống không? Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, thế hệ này sẽ không qua đi trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Thế hệ chúng ta hiện nay là thế hệ mà hết thảy những dấu hiệu nói về sự cuối cùng đang được ứng nghiệm sẽ không qua đi tới khi mọi sự được trọn. Vâng, một trong các dấu hiệu sau cùng về ngày tận thế chính là sự ra đời của một chính phủ toàn cầu nằm dưới quyền lãnh đạo của một nhà siêu độc tài có tên là Antichrist. Antichrist còn được Kinh Thánh mô tả với tên gọi là con của sự hủy diệt và con thú. Tương tự như Hitler là một hình ảnh tiêu biểu của Antichrist trong lịch sử, hắn có sức thu hút lớn và rất có tài ăn nói, một môi miệng nói những điều cao kỳ. Kẻ chống nghịch Chúa sẽ dấy lên cầm quyền với vinh quang trên khắp thế giới trong một giai đoạn tạm thời. Hắn sẽ cứu thế giới khỏi tình trạng suy yếu kinh tế, những nan đề về quân sự và chính trị bằng một kế hoạch 7 năm rất sáng suốt, hứa hẹn cho sự hòa bình của thế giới cũng như tình trạng ổn định của nền kinh tế và tự do tín ngưỡng. Kẻ chống nghịch Chúa rất có thể xuất hiện từ giữa sự hỗn loạn hiện nay ở Liên Xô cũ. Tiên tri Ezechiel đã gọi hắn là kẻ thống trị ở Magog, một địa danh mà các học giả Kinh Thánh đều đồng ý rằng đó là một nước hay một vùng của dân tộc thuộc phía bắc nước Israel. Nhiều người đã diễn giải và cho rằng đó là nước Nga ngày nay. Bộ máy quyền lực của hắn gồm các quốc gia hàng đầu châu Âu và những kẻ đứng đầu. Kinh Thánh nói rằng họ sẽ dâng tặng quyền lực và sức mạnh cho con thú. Thậm chí Kinh Thánh cũng nêu ra một số đặc điểm nhận dạng về cá tính của con người đó. Tiên tri Daniel đã viết rằng Antichrist không màng đến dục vọng hay tham muốn phụ nữ. Rất có thể hắn là một tên đồng tính luyến ái. Daniel cho biết rằng hắn có bộ mặt dữ tợn, rất lạnh lùng và ngạo mạn hơn mọi người khác. Giao ước 7 năm hòa bình vốn đã được dàn xếp trước bởi kẻ chống nghịch Chúa, nói về một thời gian cụ thể trong Kinh Thánh, và thậm chí có lẽ đã được ký kết cách bí mật. Hòa ước lịch sử được ký kết giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine PLO tại Nhà Trắng vào ngày 3 tháng 9 năm 1993 là một minh chứng sống động cho mức độ diễn tiến đầy kịch tính theo chiều hướng này hiện đang diễn ra tại Trung Đông. Theo điều khoản cuối cùng trong hiệp ước này, thì Jerusalem có thể được công nhận là một thành phố mang tính quốc tế, trong đó Do Thái giáo cùng với Hồi giáo và Cơ Đốc giáo đều bình đẳng như nhau. Kinh Thánh nêu rõ rằng người Do Thái sẽ xây dựng lại đền thờ của họ trên núi Moria, nơi họ làm sống lại nghi lễ cổ xưa của việc dâng sinh tế. Theo như lời tiên tri thì kẻ chống nghịch Chúa không chỉ là bậc thầy về âm mưu chính trị, mà còn là một thiên tài về quân sự. Daniel mô tả rằng nhiều cuộc chiến lớn mà hắn phát động trong thời hạn 7 năm cai trị rõ ràng là nhằm chống lại quân Mỹ và Israel, là phe chống đối hắn trong suốt 3 năm rưỡi hay một nửa thời cai trị của hắn. Sẽ có một giai đoạn mà hầu như cả thế giới sẽ cho rằng Antichrist thật tuyệt vời, vì dường như hắn giải quyết được nhiều vấn đề rất lớn của thế giới. Nhưng chỉ sau 3 năm rưỡi trong suốt 7 năm thống trị, hắn sẽ phá vỡ giao ước và xâm chiếm Israel từ phương Bắc. Vào lúc này, hắn biến Jerusalem thành thủ phủ của hắn và phế bỏ nhiều tôn giáo khác ngoài trừ việc tôn thờ chính bản thân và hình tượng của hắn. Kinh Thánh cũng nói rằng kẻ chống nghịch Chúa sẽ ngồi trong đền thờ của người Do Thái, tự tôn cao ngang bằng Đức Chúa Trời và muốn được mọi người tôn thờ. Cũng chính vào lúc này, Antichrist sẽ ban hành mật hiệu 666, một hệ thống tín dụng toàn cầu. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi,
đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Số nó là 666.